ngoái em đón giao thừa như nào? Năm ngoái em nhớ là sao nhở? Giờ này thì khoảng 15 phút sau này em sẽ khóc. Đã khóc. Đã khóc vì sao? Đã khóc bởi vì mới thấm nỗi cô đơn. Mặc dù xung quanh mình cũng có những người khá thân. Lưu em trăng trong vòng tay ai? Không trong vòng tay ai cả. Còn em giữa vòng tay nhiều người. Mẹ chờ tí. Lúc đấy em đang nghĩ đến ai mà em lại khóc? Em nghĩ đến bố mẹ em. Nghe ai nữa? Em nghĩ đến anh mình. Bạn bè. Và nghĩ là giờ này mọi người chắc đang tụ tập đông đủ và chẳng nhớ đến mình đâu. Và đó là lý do làm em bật khóc. Đúng rồi. Lúc đấy ai là người cầm khăn lau mắt nước mắt cho em? Tự chứ. À, tí xíu. Thôi anh chuyển sang em Hà đi, năm ngoái em Hà có được đi đâu. À thế à? Em Hà không được đi mà. Để đồng ý với em. À, máy quay sẽ chuyển sang em Hà sau một ít phút nữa. Anh Tùng ơi, năm ngoái không có em Hà thì anh làm gì? Anh vui với ai? Em ôm em Hà ở Mỹ Đình. À thế à? Có... Sao lại có mâu thuẫn ở đây? Có cả trên ảnh với tao ấy. Năm ngoái Hà có đi không? À được rồi, cảm ơn chứng thực của anh Tùng. Vâng, anh Tùng đi chỗ khác chơi ạ. Vâng, em Hà ơi, năm ngoái để em đón giao thừa với anh Tùng à? Vâng ạ. Vui thế. Anh Giáo về. Năm ngoái anh đón giao thừa với ai? Em đón anh giao thừa với cả chị Hương. À thế à? Anh kể cho em một khoảnh khắc anh vui nhất với chị Hương từ ngày anh quen chị Hương đi. Ừ, thế thì nhiều khoảnh khắc lắm anh. Anh kể một vài, tự nhiên bù một phát xuất hiện luôn trong đầu anh ấy. Em đi anh ơi. Bận vả lắm anh ạ. Em ghét cái thái độ của anh. Ờ, xin chào. Anh Minh ơi, tôi đang bận. Không. Năm ngoái anh kể cho em khoảnh khắc giao thừa đúng giờ này năm ngoái của anh nghĩ gì? Năm ngoái là giờ này là tôi đang tắm tất niên. Anh đang tắm tất niên này. Thế à? Lúc đấy anh quan tâm nhất đến bộ phận nào? Tôi quan tâm cút đến... Anh Bảo ơi, lại đi anh ơi. Năm ngoái giao thừa của anh như nào? À, giao thừa năm ngoái là mình đón giao thừa với bốn bạn gái lúc bắn pháo hoa tại sân Mỹ Đình này, bâu sâu ăn lốt chỗ mực. Rồi, nói chuyện năm ngoái phải không quên chuyện năm nay ạ. Thì năm nay anh có mong ước lớn nhất cho bản thân mình là gì ạ? À, lại là một cái mong ước mà năm ngoái chưa đạt được. Vâng, đó là gì hả? Xác định ngày cưới. À, xác định ngày cưới ạ? À? Nhưng em nghĩ năm nay anh thế nào chứ? Anh định cưới vào tháng mấy? Xác định ngày cưới, không có thể là năm sau. Ngày cưới chứ không phải là mẹ. Em chúc lời rồi. Chúc của em chúc coi như yeah. Mong muốn của anh thành hiện thực ạ. Cảm ơn. Chị Hương ạ. Dạ vâng. Vâng, em trở lại câu hỏi lúc nãy em hỏi anh Giáp mà anh chưa trả lời được ạ. Dạ. Anh chị có thể kể cho em phút giây anh chị vui nhất kể từ khi quen nhau ạ. Một cái bùng phát xuất hiện luôn trong đầu. Trong đầu em đấy, anh cứ quay xa xa ra tí để cho em tự nhiên. Xa tí. Quay đi. Chị cứ nói đi. Anh cứ xa xa. À, trong đầu em bây giờ lé lên cái là rất là vô cảm, không nghĩ gì. Không nghĩ được. Thế chị ơi, thế cái lần đầu tiên anh Giáp anh ấy say, anh ấy uống nửa chai rượu xong rồi anh ấy làm gì chị lúc đấy? Cái hồi cách đây mà em nhớ không nhầm là khoảng 7 hay 8 hay 10 năm rồi gì ấy. Cái lúc đấy như nào? À thế? Như cái lúc đấy là như thế nào? Anh không làm gì đâu anh ạ, anh đừng hiểu sai. Thế như em nghe mọi người nói đấy là cái phút giây gọi bước ngoặt cuộc đời của anh Giáp. Nhầm lẫn đấy. À thế á? Cú Bun cũng nói với em thế mà. Nó là chính vì thế mà tôi ra đời đấy. Không nhớ gì. Vô cảm. Cú hỏi chán quá. Chị đi được. Theo em là anh là Cú Bun của anh Giáp là ra đời trong hoàn cảnh. Không nhưng mà anh ạ. Một bến cảng. Nhưng mà em phải cảm ơn Thánh A-La đã cho anh Tùng có mặt ở đây, nếu không mà anh Tùng sẽ đi chơi với bố lạ. giờ này anh có gửi lời chúc gì đến bố anh không? Em chúc năm mới bác Thông mạnh khỏe, con Nga hạnh phúc. Mami. Em cũng chúc như vậy. So do I. Like it. Anh Minh ơi, dạ. Nếu mà anh có một cái lời chúc là lời chúc ấy, mà cái lời chúc đấy mà thành hiện thực ngay ấy, tức là ví dụ nhà anh có 1 triệu đây, anh sẽ tặng ai trong số những người ở đây?
Đây anh có 1 triệu. Tôi sẽ tặng cho trẻ em mồ côi. Em Hà, nếu bây giờ em có 15 triệu trong tay, ngay bây giờ em bắt được 15 triệu em làm gì ngay đầu tiên bây giờ? Em sẽ tha mọi người đi ăn uống. Giả tặng. Em nghĩ lời vừa nói. Hiện đang Hà Nhật thì tham tiền không? em sẽ mua Hà Nhật, em sẽ mua một đôi nhẫn cưới to hơn. Hiện đang anh bảo mình. Nếu anh mất tiền đi, chuyện đang đúng. Thôi còn 10 phút nữa anh nên chuyển anh chỉ về thời khắc giao thừa. Được rồi. Cắt. À, chị Hà ơi, nếu chị có lời ước cho năm mới thì chị sẽ ước gì? Em ước năm sau em lại được đi chơi như thế này. Để ước quá là bị vớ vẩn. Ý nghĩa. Ý nghĩa. Tôi hiểu được cái lý do đấy bởi vì sao là anh Nam cứ năm ngoái chị Hà phỏng vấn chị Hà. Năm ngoái chị Hà. Nốt ruồi. Ờ được rồi. Nhưng năm ngoái là do chị Hà chị đi Nhật đi, chị khóc. Cái phút giây đấy đã có người cầm tissue và lau nước mắt cho chị. Nên bây giờ chị này. Nếu mà bây giờ em được có một con chó ấy mà em phải đặt tên là Giáp cả Minh thì em sẽ đặt tên gì? Em tôm tôm. Trả lời đi. Bạn trai cũng gọi. Em sẽ đặt tên là Đào Minh. Em cứ đứng lên nghe. Em phải trả lời trong câu này thôi chứ. Bố gọi. Bố gọi tên gì? Chứ không trả lời câu này. Để đặt tên là Đào Minh sao? Qua thì đi anh. Qua tên gì anh? Thông. Thông à. Thế thì dọn.